Vừa xuyên không tới, em gái lại bỏ trốn đám cưới, hệ thống bắt mình giả gái thay em đi lấy chồng. Thiếu gia, chuyện lớn rồi. Tiểu thư để lại thư từ hôn rồi bỏ trốn. Chuyện gì thế này, mình mới xuyên không tới, còn chưa hiểu rõ thế giới này. Bên ngoài phủ đệ đông nghẹt người, có 3.000 giáo đồ ma giáo. Nếu hôm nay không giao người, em rằng họ sẽ san bằng cả phủ từ. Ôi, phải làm sao đây? Chúng ta chỉ là thương nhân, cũng chỉ nuôi vài tên bảo vệ canh gác. Nếu đụng độ, chắc chỉ có máu chảy thành sông. Trời ơi, mình xuyên không tới, chưa kịp uống ngụm trà, lẽ nào đã bị cả ma giáo xử tử rồi? Phát hiện tình cảnh khó khăn của chủ nhân, hệ thống lựa chọn đã kích hoạt. Hệ thống, mau cứu tôi! Lựa chọn 1, mặc váy thay em gái đi lấy chồng. Phần thưởng, khi mặc váy sẽ có thân thể thuần âm. Lựa chọn 2, hủy hôn tại chỗ, bị ma giáo diệt môn. Phần thưởng, đoàn tụ ở âm phủ, nắm tay nhau cùng đầu thai. Hệ thống này cũng quá đùa cợt rồi, tôi còn lựa chọn nào khác sao? Thưa cha mẹ, con có một cách, có thể bảo vệ an toàn cho cả phủ từ. Ma giáo lần này chỉ muốn cưới một cô dâu về. Em gái bỏ trốn, vậy để con thay em gái đi lấy chồng. Không được, không được, chuyện này quá hoang đường. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị hành hạ. Cha mẹ đừng lo, con đã suy nghĩ kỹ, có cách riêng, con đi thay đồ đây. Chúc mừng chủ nhân đã kích hoạt thân thể thuần âm khi mặc váy. Hệ thống cũng hay đấy. Đừng nói người khác, chính mình soi gương cũng muốn rung động. May là em bé vẫn còn. Con ơi, đây là bí kíp của tổ tiên mẹ, con mang theo xem có thể học được chút nào không? Thêm một phần sức mạnh để bảo vệ mình. Tà tâm kiếm phổ, cảm ơn mẹ. Con phải cố gắng chịu đựng. Mẹ và cha dù phải tiêu tán gia sản, cũng sẽ tìm cách cứu con an toàn về. Các đệ tử ma giáo đón phu nhân giáo chủ. Cả nhà họ Từ này rốt cuộc gặp phải nghiệp chướng gì? Tiểu thư nhà họ Từ tốt đẹp phải gả vào hang ổ ma quỷ. Phu nhân giáo chủ đã chuẩn bị động phòng trong ma giáo. Chỉ đợi người vào động phòng thôi. Đến ma giáo là vào động phòng luôn sao? Vậy thân nam nhi của con chẳng phải lộ tẩy ngay sao? Lúc này nếu hối hận, cả nhà họ Từ sẽ xương thịt không còn. Mẹ đừng lo, Thương Sơn Tuyết Lĩnh cách Giang Nam chỉ 15 ngày đường thôi. Sau khi con cưới giáo chủ, sẽ về thăm nhà mà. Phu nhân giáo chủ cao thật, còn cao hơn cả hai ta. Tiếc là bổ sung dinh dưỡng sai chỗ, chỉ cao lên. Còn chỗ kia thì, phu nhân giáo chủ, đến lúc khởi hành rồi. Lần này chúng ta sẽ về Thương Sơn Tuyết Lĩnh. Giờ cả ma giáo đều mong chờ người đến. Hy vọng tên giáo chủ mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay của ma giáo đó, trong nửa tháng này gặp bệnh nan y gì đó, một mạng đi đời, để mình trở thành của phụ. Tốt nhất là ném mình về Giang Nam luôn. Ta tâm kiếm phổ, muốn luyện thần công, phải tự thiến mình trước. Trời ơi là trời, mẹ đưa cái này cho con làm gì? Còn bắt con phải học nữa chứ. Nhưng giờ con mặc đồ con gái, có thân thể thuần âm, có khi tu luyện được đấy. 15 ngày sau, giáo chủ ma giáo này cũng biết hưởng thụ phết. Xây sao huyệt ở chốn tiên cảnh nhân gian thế này, nếu xảy ra chuyện gì, một mạng to thì tốt quá. Em, cô dâu chưa kịp về nhà chồng này. À không, không phải quá phụ, sẽ được thừa kế tài sản một cách hợp lý. Sau này trời nóng thì có chỗ nghỉ mát rồi. Phu nhân chắc là nhớ giáo chủ lắm nhỉ. Phu nhân hãy kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta sắp đến ma giáo rồi. Ta nhớ lắm, nhớ anh ta muốn chết. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa phu nhân của giáo chủ an toàn đến ma giáo. Xin chúc mừng giáo chủ, chúc giáo chủ và phu nhân trăm năm hạnh phúc. Hôm nay là ngày cưới của ta và phu nhân. Tất cả 13.000 đệ tử ma giáo đều được thưởng. Phu nhân, núi xanh tuyết trắng, đường trơn vì tuyết, để phu quân bế nàng vào động phòng. Gì, vào động phòng luôn à? Em muốn chơi đã. Phu nhân thân hình khá to lớn nhỉ, sao phu nhân chỉ cao mà không lớn ngực vậy? Trông còn phẳng hơn cả vi phu nữa. Có lẽ do từ nhỏ ở phủ được ăn uống tốt, nên mới cao lớn thế này. Phu nhân, trông chân ta để long nhãn và lạc, với ý nghĩa sớm sinh quý tử. Thế thì ta sợ là tuyệt tự rồi. Phu nhân thật là tuyệt sắc. Giáo chủ ma giáo này cũng không như lời đồn mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay gì cả. Phu nhân, chúng ta uống chút rượu ngon nhé. Rượu ngon quá. Nếu phu nhân thích, hôm khác ta sẽ đưa nàng đến núi Quân Sơn, đến chỗ bang cái băng cướp vài vỏ rượu đào hoa. Phu nhân, đến lúc vào động phòng rồi. Cái gì, trực tiếp thế sao? Nếu giáo chủ ma giáo này phát hiện ta là đàn ông mà vẫn bị vẻ đẹp tuyệt trần của ta mê hoặc, muốn đấu kiếm cùng ta thì sao? Không được, ta phải ở trên. Vừa mới xuyên không tới đây, đã phải giả gái thay em gái đi lấy chồng. Giờ sắp vào động phòng thì phải làm sao đây? Thôi xong rồi, nếu hôm nay phải chết thì tôi cũng không thể là người ở dưới. Không được, tôi phải ở trên. Giáo chủ đã bị dọa chạy mất rồi. Dù sao đi nữa, thân nam nhi tạm thời đã giấu được, mạng cũng đã bảo toàn. Vừa xuyên không đến đã phải vất vả nửa tháng. Đây mới là lần đầu tiên tôi được chạm vào giường đấy. Sao cô ta có thể trắng trợn và chủ động như vậy? Da lại mịn màng thế kia, eo thon nhỏ nhắn, đúng là con gái dịu dàng vùng Giang Nam. Giáo chủ, hai vị hộ pháp, chuyện gì thế?
và ngày giáo chủ đón dâu. Chúng tôi đã nhận được tin từ nội gián ở phủ Từ. Cô tiểu thư họ Từ đã để lại một bức thư và bỏ trốn khỏi nhà. Nói vậy có nghĩa là phu nhân không phải là tiểu thư nhà họ Từ. Phu nhân đúng là không phải tiểu thư họ Từ, nhưng điều khó hiểu là phu nhân có dung nhan tuyệt sắc. Có lẽ không phải một nha hoàn bình thường được nhà họ Từ gả thay, nhưng nhà họ Từ chỉ có một tiểu thư, một công tử, không có người nào khác. Vừa nãy tôi đã thử dò xét, phu nhân của thật là nữ nhi. Chúng tôi đều nghe thấy động tĩnh vừa rồi, không ngờ phải để phu nhân chủ động mới được. Không ngờ giáo chủ luyện võ công một đời lại luyện đến mức bất lực. Lúc đó ta đã ra lệnh cho các người mang tín vật đến. Phu nhân họ Từ đã biết ta muốn lấy bảo vật của Hồ Khiếu Xuân Trang, chứ không phải cưới vợ. Nhưng phu nhân họ Từ không chịu để lộ thân phận, lại thật sự đồng ý gả tiểu thư nhà họ Từ cho ta. Giờ không biết từ đâu lại gửi đến một nữ tử thân phận bí ẩn như vậy để làm phu nhân của ta. Chủ nhân Hồ Khiếu Xuân Trang 30 năm trước từng là minh chủ võ lâm. Trong trang có bảo vật tối thượng của võ lâm, khiến cả giang hồ đều thèm muốn. Ma giáo chúng ta đã mất 30 năm vất vả mới biết được đại tiểu thư Hồ Khiếu Xuân Trang vẫn còn sống. Chẳng lẽ phu nhân của giáo chủ là người của Hồ Khiếu Xuân Trang, được phải đến để nhân cơ hội giết hại giáo chủ? Phu nhân tay yếu chân mềm, làm sao có thể giết được ta? Giáo chủ võ công cao cường, một mình đã khống chế cả giang hồ. Vậy giáo chủ, nàng là phu nhân của ta, đã được ta long trọng đón về ma giáo, chính là phu nhân của ta. Đợi vài ngày nữa, ta sẽ đưa nàng đi dự đại hội võ lâm. Giáo chủ muốn xem khi phu nhân đến đại hội võ lâm sẽ liên lạc với môn phái nào, lúc đó sẽ biết được thân phận của phu nhân. Yêu Liên và Tuyết Cơ, các ngươi lùi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Thưa giáo chủ, thần y gần đây đang hái thuốc ở ngọn núi bên cạnh. Kẻ hèn sẽ đi bắt thần y về cho ngài khám. Cái bệnh này có vẻ nặng đấy, nếu cứ mãi không tỉnh, chẳng phải là phí phạm một phu nhân xinh đẹp tuyệt trần thế này sao? Có vẻ giáo chủ đang chuẩn bị quay lại động phòng, thử xem mình có được không. Chúng ta vẫn nên đến ngọn núi bên cạnh bắt thần y về cho giáo chủ thì hơn, không thì phu nhân tội nghiệp quá. Ngủ rồi à? Một đêm đã trôi qua, phu nhân đã tỉnh chưa? May quá, quần áo vẫn còn nguyên. Giáo chủ, phu nhân xin hãy thay y phục. Phòng khách đã chuẩn bị xong, bữa sáng đã được chuẩn bị theo lệnh của giáo chủ, toàn là món ăn vùng Giang Nam, thật ngon miệng. Giáo chủ ma giáo này cũng khá biết hưởng thụ đấy. Ở lâu trên núi Thường Sơn tuyết lĩnh cũng chán, phu nhân có hứng thú đi cùng ta tham dự đại hội võ lâm không? Dĩ nhiên rồi, thiếp sinh ra ở Giang Nam, chưa từng thấy giang hồ, có cơ hội này thiếp cũng muốn đi xem thử. Sao lại đồng ý nhanh vậy? Chẳng lẽ nàng không phải người trong võ lâm? Giáo chủ ma giáo này rốt cuộc có vấn đề gì vậy? Đại hội võ lâm là nơi người chính đạo tham gia với mục đích, một là tranh đấu vị trí môn phái hàng đầu thế hệ mới, hai là tập hợp lại để thảo phạt ma giáo. Ngươi là giáo chủ ma giáo, sao không ở yên trên núi Thường Sơn tuyết lĩnh, tận dụng địa thế hiểm trở dễ thủ khó công để bảo vệ tính mạng của mình, lại còn muốn dẫn theo phu nhân mới cưới đi tham dự? Chúng ta đi rồi, liệu có bị những người chính đạo trong võ lâm giết ngay không? Ta nói ma giáo các ngươi thật là hung bạo, chữa bệnh thì chữa bệnh, sao các ngươi lại bắt cóc ta đến đây? Hai người này sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái, không giống người có bệnh. Nói đi, ai cần khám bệnh? Là giáo chủ của chúng ta, chuyện đó của giáo chủ không thể nói trắng ra được. Phu nhân nhà ta mới về hôm qua, có vài chỗ dinh dưỡng chưa đủ, phiền thần y bắt mạch, kê đơn thuốc bổ cho phu nhân nhà ta. Cái gì? Ta cao lớn thế này, chỗ nào mà dinh dưỡng chưa đủ? Chẳng lẽ đang nói ta bằng phẳng? Nếu ta là nữ nhân, câu này của thật là giết người không dao. Chết rồi, bắt mạch liệu có phát hiện ra ta là nam nhi không? Giang hồ này của thật đầy rẫy hiểm nguy, cưới được phu nhân tuyệt sắc thế này mà còn có lý do để chê bai, lại còn bắt lão phu đến chữa trị cho ma giáo, thật là không thể hiểu nổi. Hệ thống ơi hệ thống, không biết ngươi có đủ sức không? Chẳng lẽ họ nghi ngờ thân nam nhi của ta, cố tình vào động phòng, uống rượu giao bôi, lại cùng chung chăn gối, dù sao cũng có tình nghĩa vợ chồng, không lẽ thật sự muốn giết tận giết tuyệt? Thân thể phu nhân rất tốt, khỏe đến mức có thể đánh ngã cả con bò, không cần kê đơn thuốc, cái này sinh ra đã thế, chữa không được, có lẽ thực đơn ăn uống có thể giúp ích. Đây là thực đơn mà lão thần y thu thập được từ Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông toàn là nữ đệ tử, tu luyện võ công câu hồn đoạt phách, ai ai cũng có gương mặt tuyệt sắc, thân hình tuyệt vời, họ không cho nam giới vào trong. Ngươi là thần y đã hơn trăm tuổi rồi, vậy mà vẫn đến được nơi đó à? Không còn việc gì, lão thần y xin cáo từ. Khoan đã thần y, ta nói cho người biết, giáo chủ nhà ta có thể là chỗ đó không được. Chỗ đó à? Thảo nào hôm qua bỏ chạy. Phu nhân xin đợi một lát, ta sẽ bảo tà hữu hộ pháp đến chăm sóc nàng. Ta đi gặp thần y đây. Phu nhân đừng lo lắng, giáo chủ đã nhờ thần y chữa trị rồi, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có thể viên phòng với phu nhân. Kẻ hèn xin đưa phu nhân tham quan ma giáo, tốt nhất là giáo chủ ma giáo đó cứ thế suốt đời, mạng nhỏ của ta mới có thể được bảo toàn. Núi tuyết Thường Sơn tuyết lĩnh này ngày ngày đều tuyết rơi, tại sao chỉ cần mặc một bộ y phục mỏng mà chẳng thấy lạnh chút nào? Núi tuyết Thường Sơn tuyết lĩnh này từ rất lâu trước kia vốn là một ngọn núi lửa, sau đó biến thành núi lửa đã tắt, vẫn còn sót lại hơi nóng, có suối nước nóng tự nhiên. Ma giáo đã xây dựng tổng đàn ở đây. Trời ơi, đây rõ ràng là một ngọn núi, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Ma giáo của không hổ danh là ma giáo, nói đến chuyện liều mạng, có lẽ thiên hạ không ai sánh bằng.
Phu nhân, hồ suối nước nóng này tuyệt vời vô cùng. Ngâm mình một chút sẽ khiến làn da mịn màng, tinh thần sảng khoái. Ta này sẽ đưa phu nhân đến ngay. Thân y cũng không phát hiện ra ta là đàn ông. Ta lại thoát nạn rồi. Ngâm mình trong suối nước nóng, còn được ngắm cảnh tuyết tuyệt đẹp trên núi. Thật là một sự hưởng thụ. Hai người lùi xuống đi, ta muốn tắm một mình. Vâng ạ, thưa phu nhân giáo chủ. Ta và hữu hộ pháp vì giáo chủ và phu nhân. Thật sự đã lo lắng đến vỡ tim. Lừa người thì hai người này đúng là số một. Ta trông thế nào? Giáo chủ ma giáo, đạo quán sẽ hành hạ võ công của ngươi, khiến ngươi tế nhập ma đạo, cả cơ thể gần như sụp đổ. Tốt nhất là bất lực. Nếu không, khi ân ái với phu nhân, ngày hôm sau sẽ chết trên giường. 13 năm trước ta suýt chết rồi. Lúc đó ngay cả ngươi cũng bó tay. Ta vẫn sống đến bây giờ đấy thôi. Ta công gì của ngươi, tuy khiến võ công ngươi ngày càng mạnh và giữ được mạng, nhưng nhìn bề ngoài bình thường, thực ra nội tạng đã hỏng hết rồi. Không biết lúc nào sẽ tắt thở. Những năm qua, thần y đã đi khắp giang hồ, cũng chỉ có thể giữ cho ngươi ổn định, bệnh tình không thể chữa tận gốc. Bản tôn là giáo chủ ma giáo, đương nhiên phải sống ngàn năm. Không ai có thể lấy mạng bản tôn. Dạy nhất của võ lâm đại hội lần này chính là viên trường sinh đan, bản tôn sẽ đi lấy về. Khi đó ngươi hãy đến ma giáo chữa trị cho bản tôn. Sau khi chữa khỏi, dù các môn phái chính trong giang hồ hợp lực tiêu diệt bản tôn, cũng chỉ là chuyện hoang đường. Trường sinh đan ngay cả thần y cũng chưa từng thấy, cũng không biết thật giả thế nào. Ngươi không sợ đó là kế cố ý ném mồi nhử để bắt ngươi một mẻ lưới? Ngươi đừng có chết đấy. Căn bệnh trên người ngươi lão phu chưa giải được. Ngươi không thể hủy hoại danh tiếng thần y của lão phu. 13 năm trước ta đã cam đoan, ta có thể chữa khỏi bệnh cho ngươi. Dù giáo chủ ma giáo này có chết, cũng phải đợi ta chữa khỏi rồi mới được chết. Cây thuốc trên ngọn núi bên cạnh sắp chín rồi. Lão phu đi đây. Võ công cao thâm như vậy, nếu không phải thần y tự nguyện, làm sao tà hữu hộ pháp của ta có thể bắt ông ta về ma giáo? Đau quá. Ngày đêm sống không bằng chết. Võ lâm đại hội dù thế nào cũng phải đi lần này. Giáo chủ, thần y sao lại đi rồi? Ngài thật sự không còn cứu được sao? Làm thần y hoảng sợ vác túi thuốc chạy như chạy trốn. Thế này thì xong rồi. Kế hoạch mà ngay cả thần y cũng không chữa được, người ngoài càng không có cách, tội nghiệp phu nhân rồi. Cả đời này chắc phải làm quá phụ sống rồi. Suy nghĩ gì vậy? Phu nhân giáo chủ mời ngài cùng đi tắm suối nước nóng, nói là muốn thắt chặt tình cảm với ngài. Phu nhân vào giữa ban ngày ban mặt lại mời ta cùng tắm suối nước nóng sao? Giáo chủ, theo tin tức mới nhất truyền về, dường như tiểu thư nhà họ Từ không phải bỏ nhà đi, mà là bị người ta bắt cóc, tạo ra vẻ bỏ nhà đi giả. Hơn nữa sau khi chúng ta giúp phu nhân rời phủ họ Từ, phu nhân Từ và lão gia Từ đã cãi nhau cả đêm trong phủ. Ngày hôm sau, phu nhân Từ đã cải trang rời khỏi phủ. Nhìn hướng đi, có lẽ đã đến Việt Thành. Ma giáo chúng ta có thể tìm ra tung tích của phu nhân Từ. Người ngoài đương nhiên cũng biết, Hổ Khiếu Sơn trang ẩn chứa bảo vật, chỉ gây thêm họa chứ chẳng bớt đi đâu. Phu nhân Từ đi Việt Thành, chắc là chuẩn bị tới đại hội võ lâm. Có lẽ muốn nhờ minh chủ võ lâm mời gọi cao thủ thiên hạ hợp sức. Dù ma giáo chúng ta bị người người chê trách, nhưng cũng có cách hành xử riêng. Trước tiên đối xử lịch sự với phu nhân Từ, xin lấy bảo vật của Hổ Khiếu Sơn trang. Nhưng phu nhân Từ không chịu hé răng nửa lời, dẫn đến tình cảnh hôm nay. Lòng dạ của những kẻ tự xưng chính đạo võ lâm không biết đen tối đến mức nào. Năm xưa Hổ Khiếu Sơn trang bị diệt môn, đâu phải do giáo phái chúng ta làm. Nếu phu nhân Từ mang bảo vật đến Việt Thành, cũng chẳng biết có sống nổi không. Lần trước trong kiệu hoa luyện nửa tháng, suýt phá được vẻ đầu tiên của tịch tà kiếm phủ. Lúc này đúng là cơ hội tốt để luyện công. Lấy hoa làm kiếm, biến mưa thành đao, làn da trắng như ngọc. Tịch tà kiếm phủ này, võ công tuyệt vời, mỗi bước tiến, sức tự vệ của ta cũng tăng thêm một phần. Làm giáo chủ ma giáo, ta từng gặp bao mỹ nhân. Phu nhân mà ta cưới về, em rằng không yếu đuối ngại ngùng như vẻ ngoài, phải cảnh giác mới phải. Nhưng với dung nhan của phu nhân, bất kỳ nam nhân nào thấy cũng phải động lòng. Ta cũng không ngoại lệ. Phu nhân, ta đến tắm cùng nàng đây. Gì cơ, phu quân? Chẳng lẽ tắm suối nước nóng để sau kích cỡ à? Lỡ như kích thích hắn, lỡ ghen tức giết ta một trường thì sao? Thừa lúc ta tắm mà lẻn vào, đúng là cầm thú, chỉ có thể dùng chuyện đêm qua để khích hắn thôi. Không ngờ giáo chủ lại hứng thú thế. Đêm qua động phòng mời chàng đến, chàng không chịu còn lén chạy mất. Vốn định cùng phu nhân ân ái trong suối nước nóng, ngày sau sẽ chết trên giường, không thể tắm nữa. Lỡ như tên giáo chủ ma giáo nghĩ lại, bắt ta cùng tắm thì xong đời. Phu nhân à, lấy ta làm chồng, nàng có hối hận không? Câu hỏi chết người gì đây? Liệu ta có thể trả lời không? Ta có thể nói thật không? Ta hối hận.
Vừa xuyên không đến đây, tôi đã phải giả gái. Giáo chủ lại muốn cùng tôi tắm suối nước nóng. Tên giáo chủ ma giáo này thật là rõ ràng bất lực mà vẫn còn mơ tưởng. Lời của phu nhân suối nước nóng là đang than phiền chuyện động phòng đêm qua. Thì ra nàng oán hận chuyện này sâu sắc. Nhưng ta luyện võ công khiến cơ thể suy kiệt, thần y cảnh báo không thể ân ái. Phu nhân có hối hận khi lấy ta không? Nếu hỏi ta có hối hận khi lấy giáo chủ ma giáo không? Có hối hận, vì ta sợ hãi vị giáo chủ ma giáo. Mà thiên hạ đồn đại là giết người như dạ, thật như đi trên lưỡi dao. Nếu trượt chân sẽ vạn kiếp không thể cứu vãn. Nhưng nếu hỏi ta có hối hận khi lấy phu quân không? Tất nhiên là không hối hận. Ma giáo đã cưới ta làm phu nhân với xính lễ hậu hĩnh, lại phái 3.000 giáo chúng để tôn vinh ta. Sau khi về ma giáo, dù ta ít nói, nhưng ma giáo đều chu đáo tận tình. Toàn bộ ma giáo cũng rất kính trọng ta. Nàng là phu nhân ta cưới đường đường chính chính, toàn bộ ma giáo đương nhiên phải kính trọng nàng. Nếu phu nhân ngại ngùng không dám gọi phu quân, có thể gọi thẳng tên ta, Đông Phương Húc phu nhân. Đi theo ta nào. Trời ơi, tôi độc thân hai kiếp, chưa từng nắm tay cô gái nào, giờ lại nắm tay tên đại ma đầu này. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng ta còn không hổ danh là cánh tay đắc lực của giáo chủ. Giáo chủ giờ đã nắm tay phu nhân rồi. Nhưng có vẻ giáo chủ đang dẫn phu nhân đến đại điện. Đó là nơi giáo chúng chiều bài giáo chủ ma giáo. Ra là vậy. Đi, chúng ta triệu tập toàn bộ đệ tử trên núi đến đại điện. Giáo chủ, giáo chủ. Giáo chủ và phu nhân thống nhất giang hồ, muôn năm trường thịnh. Tốt, từ nay về sau, phu nhân và ta cùng cai quản toàn bộ ma giáo. Gặp phu nhân như gặp ta. Phu nhân vạn tuế vạn tuế. Phu nhân của thật là tuyệt sắc giai nhân. Sau này dù xuống núi tiếp, các đệ tử ma giáo cũng có thể nhận ra phu nhân ngay lập tức. Phu nhân, toàn bộ đệ tử ma giáo đều có thể sai khiến. Trời ơi, màn này được giản dựng hoành tráng quá. Lời giáo chủ ma giáo hôm nay rõ ràng là muốn chia quyền với ta, cùng nắm quyền ma giáo. Sao giáo chủ ma giáo lại tin tưởng ta đến thế? Là bị mê hoặc bởi nhan sắc của ta, hay vì lý do gì khác? Tất cả lui xuống. Phu nhân có bị giật mình không? Lần đầu thấy cảnh tượng lớn như vậy, có hơi bị giật mình thật. Phu nhân sẽ quen thôi. Tên giáo chủ ma giáo này thực hành không được, nhưng miệng thì lại rất ngọt. Tiếng phu nhân này càng ngày càng thuận miệng. Tả hữu hậu pháp không lui xuống. Có chuyện gì không? Thưa giáo chủ, minh chủ võ lâm phái người mang thiệp mời đến, mời ngài đến Nguyệt Thành tham dự đại hội võ lâm. Giáo chủ à, đại hội võ lâm đó là nơi người chính đạo tham gia. Minh chủ võ lâm mời giáo chủ ma giáo chúng ta đến, chỉ cần nghĩ qua cũng biết không có ý tốt. Sáng nay vừa nói đến chuyện tham dự, không ngờ lại trùng hợp thế. Thiệp mời đã được gửi đến. Đại hội võ lâm này 10 năm một lần, minh chủ võ lâm đặc biệt mời, ta hà có lý do từ chối? Hơn nữa tại đại hội võ lâm chắc chắn sẽ có nhiều bảo vật, lúc đó ta sẽ cướp về một số cho phu nhân chơi. Trời ơi, không hổ danh là giáo chủ ma giáo tàn bạo. Mở miệng ra là chém, đến Nguyệt Thành phải mất nửa tháng đường. Trên đường đi, ta muốn đưa phu nhân đi chơi. Hôm nay thu xếp đồ đạc, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Phải chăng đây là tuần trăng mật sau khi cưới? Nhưng rời khỏi ma cốc, mối đe dọa đến tính mạng ta sẽ giảm đi phần nào. Phu nhân yếu ớt không có sức mạnh, mặc chiếc áo giao nhân xa này vào, đao kiếm không thể xuyên thủng, năm loại độc không thể xâm nhập, phượng nhẫn này cũng phải mang theo bên mình. Tên giáo chủ ma giáo này khá lo lắng cho sự an toàn của ta. Lẽ ra ta có thể là một công tử giàu có ở Giang Nam, giờ bị giáo chủ ma giáo lôi kéo vào thành người trong giang hồ rồi. Ta chỉ muốn rời khỏi ma giáo bình an, trở về Giang Nam kế thừa gia sản hàng tỷ, là một dích kích Giang Nam bình thường thôi. Ngày hôm sau, hành lý mà Tả Hữu Hộ pháp vác hầu hết là chuẩn bị cho ta. Hai nữ yêu của ma giáo khiến thiên hạ khiếp sợ, giờ trở thành phu quân vác của mình, cảm giác này khá sướng. Trước mặt giáo chủ ma giáo, ta phải giả vờ là cô gái yếu đuối không có sức mạnh. Bây giờ ta chưa thể dùng khinh công xuống núi như họ. Tả Hữu Hộ pháp đã xuống núi trước để sắp xếp hành lý và chuẩn bị xe ngựa rồi. Công việc trong giáo ta cũng đã dặn dò xong, chúng ta cũng xuống núi thôi. Phu nhân mấy ngày nay chưa được nghỉ ngơi tốt, lại gầy đi nhiều. Khi xuống núi, ta sẽ đưa nàng đi thưởng thức vài món ngon, bồi bổ sức khỏe. Yêu quái ơi yêu quái, sao không chuẩn bị một cái kiệu mềm, đưa hai chúng ta xuống núi? Ta là một thanh niên bà tốt, ngày nào cũng bị bế, bế qua bế lại, còn muốn giữ thể diện nữa không? Cả bọn ma giáo chẳng ai phát hiện ra tôi là đàn ông. Giờ giáo chủ muốn đưa tôi đi chơi, chẳng phải đây là tuần trăng mật sao? Suốt chặng đường, hơi thở anh ta vẫn đều đặn, ôm tôi mà chẳng hề lảo đảo. Võ công cao cường, thâm sâu khôn lường, thật đáng ngưỡng mộ. Tôi mới luyện được tầng đầu tiên của Tà Tâm Kiếm Phổ, chẳng biết đến bao giờ mới đạt được cảnh giới như giáo chủ ma giáo. Giáo chủ, phu nhân, xin mời vào xe ngựa. Đã trải đệm mềm, chuẩn bị ít đồ ăn. Phu nhân à, hai tên hộ pháp này tuy đầu óc hơi có vấn đề, nhưng làm việc cũng khá gọn gàng.
Dễ mề nên ta mới dẫn chúng đi. Chính là để tiện chăm sóc phu nhân. Có vẻ hai người này đã dùng vải băng để ép ngực cho phẳng. Sắc mặt cũng có thay đổi, trông khí khái hơn nhiều, giống như hai nữ hộ vệ có chút võ nghệ. Đi được khoảng nửa canh giờ, giết hết đàn ông, bắt phụ nữ về trại. Có người cướp đường. Chúng ta mới đi được nửa canh giờ, đây vẫn còn là địa bàn của ma giáo. Lũ ngu ngốc bên ngoài kia rốt cuộc nghĩ gì? Dám cướp bóc ngay trên đất của ma giáo. Đã không biết điều như vậy thì giết sạch hết đi. Không hổ danh là giáo chủ ma giáo, tàn nhẫn khát máu. Nếu tôi và giáo chủ ma giáo chỉ là người thường, hôm nay chắc mạng và danh tiết đều bỏ lại đây rồi. Không biết võ công của hai vị hộ pháp thế nào. Bọn cướp các người dám chặn đường cướp bóc trên quan đạo. Giáo chủ là người của Tiêu cục Long Môn. Tiêu cục Long Môn là môn phái hàng đầu giang hồ. Khi hộ tiêu nếu gặp kẻ đánh cướp, giết người phóng hỏa, đều sẽ ra tay trừng trị, cứu người trong cơn nguy khốn. Những năm qua rất được lòng người trong giang hồ, đã có trời giáng công lý. Chúng ta cần gì phải ra tay dính máu? Đúng vậy, ma giáo đâu phải loại biết nhịn nhường. Chẳng lẽ không định tiết lộ thân phận nên mới không cho hai hộ pháp ra tay? Phu nhân, bên ngoài quá đẫm máu, vẫn nên được nhìn thì hơn. Mùi máu tanh nồng quá. Giáo chủ, người của Tiêu cục Long Môn đã mở đường và đang dẫn đường phía trước. Ta là thiếu bang chủ Tiêu cục Long Môn, không biết mọi người có bị hoảng sợ không? Đa tạ thiếu bang chủ và các vị anh hùng đã ra tay cứu giúp. Vừa rồi ta và phu quân vẫn ngồi trong xe ngựa, không hề bị hoảng sợ. Trời ơi, sao lại có người đẹp tuyệt trần thế này? Chúng ta đã đi nam tới bắc bao năm, mà đây là lần đầu thấy người phụ nữ đẹp đến vậy. Phu nhân không sao là tốt rồi, chỉ là phu nhân sinh ra đã như tiền nữ, sao chỉ có hai tùy tùng khi ra ngoài? Đường đến Ngô Châu này, trên đường lắm kẻ cướp bóc. Người ngồi trong xe ngựa chính là giáo chủ ma giáo. Dù có bao nhiêu kẻ cướp chặn đường cũng chỉ là tự tìm đường chết. Không biết phu nhân định đi đâu? Chúng tôi định đến Ngô Thành trước. Nếu cùng đường, không ngại cứ đi cùng Tiêu cục Long Môn chúng tôi, cũng có thể đảm bảo an toàn cho cả đoàn. Thế này thì hay quá, tôi thấy người ra mặt, để giấu danh tính giáo chủ ma giáo của ngươi, còn ngươi thì trực tiếp phô bày hết ra. Phu nhân, vừa rồi ta đã sợ hãi lắm. Đã có một nhóm hào hán giang hồ có thể đi cùng, chúng ta cùng đi nhé. Cuối cùng cũng hiểu ra rồi, hóa ra hai tên hộ pháp lúc nào cũng lông bông là học từ ai? Chính là học từ giáo chủ ma giáo đấy. Trên đời này ai cũng có thể yếu đuối, chỉ có giáo chủ ma giáo là không thể. Phu nhân à, chuyến đi này chúng ta cũng đến Ngô Thành, vậy hãy cùng đi với Tiêu cục Long Môn nhé. Vậy phiền thiếu Tiêu đâu rồi? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Thật không hiểu nổi Đông Phương Húc, lúc nào hắn cũng cười, đối với ta cũng ân cần lịch sự, nhưng nụ cười không đến tận đáy mắt, khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì. Phu nhân đang thắc mắc, tại sao một kẻ đầu sỏ ma giáo như ta lại nhất định muốn đi cùng Tiêu cục Long Môn? Ngươi không phải là kẻ thích xen vào chuyện người khác hay thích náo nhiệt? Phu nhân, có biết dưới chân Thương Sơn Tuyết Lĩnh có các môn phái chính đạo, đã cử người theo dõi chúng ta. Sau khi rời khỏi ma giáo, có 6 nhóm người âm thầm bám theo, chỉ chờ cơ hội để lấy mạng hai ta. Họ chẳng quan tâm ta có bị ép cưới hay không. Các môn phái chính đạo coi ta là giáo chủ chính thức rồi. Phu quân à, những kẻ muốn giết Đông Phương Húc sẽ không nương tay đâu. Tha cho ta một mạng, tưởng đây chỉ là chuyến du lịch trăng mật, giờ mới thấy đây có lẽ là một chuyến đi sinh tử. Trời ơi, thật là quá đáng. Nhưng tại sao ta lại phải đi cùng Tiêu cục Long Môn? Những kẻ đang âm thầm chờ cơ hội tấn công ma giáo, có lẽ lúc này đang nóng lòng muốn hợp tác với Tiêu cục Long Môn để lấy mạng chúng ta ma giáo. Phu nhân chắc không biết đại tiêu đầu của Tiêu cục Long Môn, trẻ tuổi quá vợ, không có con cái nối dõi nên cả đời không tái hôn. Vậy làm gì có thiếu tiêu đầu? Trời ơi, hóa ra tên thiếu tiêu đầu đó là giả. Vậy khi chúng ta gặp phải bọn cướp, tên thiếu tiêu đầu này dẫn người của Tiêu cục đến, đây là tình cờ hay cố ý sắp đặt đây? Hắn thật khó đoán quá. Thôi kệ đi, dù sao có giáo chủ ma giáo ở đây, chỉ cần hắn còn sống cũng đủ bảo vệ được mạng nhỏ của ta. Phu nhân của ta quả thật là người thông minh tuyệt đỉnh, tò mò vừa phải, biết khi nào nên im lặng. Phu nhân ngồi lâu rồi, chắc bắp chân sưng lên rồi phải không? Để ta bóp chân cho phu nhân nhé. Tên đại ma đầu này chăm sóc người khác đúng là hạng nhất. Phu nhân đừng giận, dù trong bất kỳ tình huống nào, ta và hai tên hộ pháp đều sẽ đặt sự an toàn của nàng lên hàng đầu. Khi đến Ngô Thành rồi, ta sẽ dẫn nàng đi dạo phố, mua ít phấn son, quần áo và trang sức. Sau đó ta sẽ đưa nàng đến lầu Túy Hương, nếm thử món đặc sản của lầu Túy Hương, vừa thơm vừa cay, ngon tuyệt cú mèo. Anh bạn à, tiếc quá, anh có tài làm vợ vui lòng thế này, nhưng tôi lại là đàn ông. Chẳng biết sau này giáo chủ ma giáo khi biết được tôi là đàn ông, rồi nhớ lại những việc chu đáo này, liệu có cầm dao đuổi theo tôi, băm tôi thành thịt vụn không? Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe giáp vào cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.